Trước hết thì tôi xin kính chào các anh chị, kể cả tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Và khi mà nói về cái bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở các nước đang phát triển như nước ta, cái tỷ lệ hút thuốc lá trong cộng đồng cũng cao và tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường cũng tương đối nhiều, cho nên cái tỷ lệ bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng tương đối phổ biến. Và cái việc người ta tuân thủ điều trị ở trong cái một cái hoàn cảnh đất nước đang phát triển, cái điều kiện kinh tế nó cũng còn khó khăn, thì cái việc tuân thủ của bệnh nhân nó cũng tương đối kém. Cho nên á, trong cái môi trường bệnh viện chúng tôi gặp rất là nhiều bệnh nhân bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Họ đi tới khám một vài lần rồi sau đó họ không có đi khám nữa, rồi sau thời gian nặng quá người ta mới đi khám trở lại. Thì cái khúc ở giữa thì đôi khi người ta tưởng đâu là người ta đã ổn rồi, người ta không sử dụng thuốc thêm, hoặc là người ta sẽ đi tới những nhà thuốc để được các anh chị dược sĩ tư vấn cho bệnh nhân mua số các loại thuốc để giúp cho họ dễ thở hơn, bớt đi cái tình trạng gọi là tắc nghẽn cái đường thở. Và cái dạo gần đây thì thấy rằng cái dịch Covid đó, nó làm cho cái khả năng tiếp cận ở bệnh viện phòng khám của bệnh nhân nó cũng gọi là hạn chế, người ta không có đi xa được. Thì vai trò của dược sĩ nhà thuốc để giúp cho những người bị hen, những người bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tiếp tục được điều trị nó cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng tôi mong rằng qua cái bài trình bày ngày hôm nay chúng ta sẽ có được một số cái thông tin để giúp cho các anh chị dược sĩ, đặc biệt là dược sĩ ở nhà thuốc, chúng ta sẽ làm những động thái có thể giúp cho bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được cái kiểm soát tốt hơn, để tránh những biến cố bất lợi, trước mắt là có thể tử vong, lâu dài là có thể có những cái tình trạng nặng lắm mà chúng ta khó điều trị. Thì nội dung trình bày của chúng tôi sẽ gồm có 4 phần. Đầu tiên chúng tôi sẽ nói về cái cách nặng bệnh tật của bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tiếng Anh là COPD. Số 2 là chúng ta sẽ nói về việc chẩn đoán điều trị hai cái căn bệnh này nó như thế nào. Số 3 là coi thử cái tình hình mà bệnh nhân tuân thủ điều trị hoặc là người ta sử dụng thuốc đúng hay không đúng ra sao. Và cuối cùng là sẽ nhấn mạnh vai trò của các dược sĩ nhà thuốc trong việc giúp bệnh nhân kiểm soát tốt cái hai cái bệnh mãn tính là phổ biến của đường hô hấp, đó là bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đầu tiên về nói về gánh nặng bệnh tật thì chúng ta biết á, bệnh hen là một cái bệnh được định nghĩa là bệnh viêm mãn tính của đường hô hấp, có nghĩa là cái tình trạng viêm đó nó xảy ra liên tục, và để điều trị cái bệnh hen này chúng ta cần phải dùng các thuốc kháng viêm một cách lâu dài. Và đặc trưng của bệnh hen là bốn cái triệu chứng các anh chị thấy ở trên bảng, đó là khò khè, khó thở, nặng ngực và ho, và kèm bên đó là một cái tình trạng gọi là tắc nghẽn cái đường dẫn khí, nó thay đổi lúc có lúc không, lúc nặng lúc nhẹ. Và muốn biết được cái tắc nghẽn có hay không thì chúng ta phải đi khám và được đo cái chức năng phổi, nó gọi là đo hô hấp khí. Thì quan trọng đối với lại những cái người thực hành lâm sàng ở nhà thuốc thì chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân các triệu chứng như ho, khò khè, nặng ngực, tái đi tái lại nhiều lần, và nó thay đổi theo thời gian, và đặc biệt nó sẽ gia tăng khi bệnh nhân tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên mà chúng tôi sẽ trình bày sau đây. Thì chúng ta sẽ gợi ý tới một cái chẩn đoán là bệnh hen, và chúng ta có thể khuyên bệnh nhân đi khám bệnh để được có một cái chẩn đoán chính xác. Còn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì triệu chứng nó cũng tương tự như bệnh hen, cũng ho, cũng khò khè, cũng khó thở, nhưng mà bên cạnh đó có thêm một cái nữa mà chúng ta cần lưu ý, đó là cái ho khạc đàm kéo dài. Và bệnh này được xem như là một cái bệnh viêm mãn tính luôn, giống như bệnh hen, và càng ngày nó càng diễn tiến nặng hơn, chứ không phải giống như bệnh hen là lúc nặng lúc nhẹ, còn bệnh phổi tắc nghẽn tính thì càng ngày nó càng nặng hơn. Và quan trọng là yếu tố nguy cơ để làm cho bệnh nhân mắc cái bệnh này đó là cái khói thuốc lá, bên cạnh tình trạng ô nhiễm không khí, bên cạnh những cái người sống ở nông thôn họ tiếp xúc thường xuyên với khói bếp, người ta cũng có thể bị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và nói về mặt gọi tiên lượng hay nói mức độ nặng nhẹ thì bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó nặng hơn cái bệnh hen. Và vấn đề kiểm soát cái tình trạng viêm, kiểm soát cái tình trạng tắc nghẽn đường thở trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó cũng khó khăn hơn trong bệnh hen rất là nhiều. Và hiện nay á thì rất là nhiều bệnh nhân bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính họ vẫn phải đi đến cấp cứu vì một cái cơn hen cấp, vì một cái cơn COPD, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cấp tính. Và khi có cái cơn cấp tính xảy ra, bệnh nhân phải đi cấp cứu thì chứng tỏ rằng cái quá trình điều trị hàng ngày của bệnh nhân nó không ổn, cần phải thay đổi. Cho nên nếu mà các anh chị thấy rằng bệnh nhân khai với mình là tôi phải đi cấp cứu nhiều lần, thì chúng ta phải khuyên bệnh nhân nên
được khám, được điều trị thường xuyên và khuyên họ phải tuân thủ thường xuyên để tránh những trường hợp chúng ta phải đi cấp cứu. Bởi vì cấp cứu nó có một cái bất lợi là nếu mà chúng ta cấp cứu không kịp thì bệnh nhân có thể tử vong. Và đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cái đợt cấp nó quan trọng lắm. Nếu chúng ta không có đợt cấp, chưa có đợt cấp nào thì cái khả năng bị đợt cấp tiếp theo nó ít. Còn nếu chúng ta đã có một đợt cấp rồi thì khả năng bị đợt cấp tiếp theo nó sẽ rất là nhiều. Người ta gọi là đợt cấp kéo theo đợt cấp. Cho nên chúng ta ráng làm sao đừng để bệnh nhân vào đợt cấp. Và muốn làm được chuyện đó thì chúng ta phải nhận diện bệnh nhân, những người nào không tuân thủ, những người nào sẽ thuốc không đúng, những người nào bị như đợt cấp. Thì chúng ta phải khuyên bệnh nhân phải đi khám để được bác sĩ điều chỉnh liều, để cho một cái việc điều trị nó được tối ưu thì sẽ giảm được cái đợt cấp ở trong tương lai. Trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, mỗi lần mà đợt cấp xuất hiện thì một loạt các biến cố xảy ra, người ta gọi là vòng xoáy bệnh lý, càng ngày nó càng nặng lên. Ví dụ như là chức năng phổi bệnh nhân bình thường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó đã sụt giảm rồi, mỗi lần vào đợt cấp nó sụt giảm, tốc độ nó còn nhanh hơn nữa. Rồi chất lượng cuộc sống bệnh nhân khó thở dữ quá, chất lượng cuộc sống là kém đi. Và chúng ta biết là mỗi lần mà bệnh nhân lên cơn khó thở thì cả gia đình đều khó thở luôn, họ không có nằm xuống họ thở được, họ ngồi họ thở suốt đêm thì không ai ngủ được hết. Đó là một cái gánh nặng ở bệnh tật đối với gia đình, đối với xã hội. Xã hội thì điều trị đợt cấp tốn rất là nhiều tiền, nếu mà nhập cấp cứu cũng tốn tiền, nhập cái hồi sức gọi là ICU những hợp bệnh nặng thì tốn tiền còn nhiều hơn nữa, người nào thở máy thì tốn tiền còn trầm trọng hơn nữa. Đó, và chúng ta biết rằng tử vong có thể rất là dễ dàng xảy ra khi bệnh nhân vào đợt cấp nếu mà chúng ta không được đi tới bệnh viện kịp thời, hoặc là chúng ta tới kịp đi nữa mà nếu mà để nặng quá thì cũng khó có thể thoát khỏi cái tử vong. Và hiện nay thì trên thế giới khoảng chừng 360 triệu người mắc bệnh hen. Và ở Việt Nam mình thì khoảng 3,6 triệu người từ 16 tuổi trở lên là bị bệnh hen, một con số tương đối rất là lớn. Và mỗi năm thì trên thế giới có 250.000 người tử vong do hen. Nếu mà chúng ta bệnh hen là hiện nay chúng ta có những thuốc kiểm soát rất là tốt. Người ta nói là tử vong mà do bệnh hen ở thời đại hiện nay là không đáng. Những người nào không tuân thủ điều trị, không chịu đi khám hay là biết bệnh mà không có điều kiện để đi khám thì mới tử vong. Chứ còn đa phần nếu bệnh nhân được khám, được điều trị một cách gọi là bài bản thì hiếm khi cái tử vong do hen mà xảy ra. Còn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái con số bị cũng tương tự khoảng 380 triệu người trên thế giới. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như tôi nói nó nặng hơn bệnh hen, và mỗi giây thì có một người tử vong do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và hiện nay trên thế giới sau cái bệnh ung thư, sau khi bệnh thiếu máu cơ tim thì cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là đứng hàng thứ ba gây ra tử vong. Đây là một cái bệnh tương đối nặng nề nhưng mà nó diễn tiến âm thầm cho nên nhiều người cũng chẳng để ý tới. Chúng ta chỉ để ý tới ung thư, chúng ta chỉ để ý tới những cái bệnh tai biến. Còn cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đôi khi chúng ta lờ đi, chúng ta nghĩ rằng nó không quan trọng. Và tại Việt Nam theo một cái thống kê năm 2012, các chị thấy đây là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó cũng đứng hàng thứ ba. Và cái màu đỏ này có khuynh hướng gia tăng, hàng thứ nhất là đột quỵ, hàng thứ hai là thiếu máu cơ tim. Đột quỵ thì nó đang đứng lại, thiếu máu cơ tim và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó đang càng ngày nó càng gia tăng. Và mỗi năm thì có 25.000 người tử vong tại Việt Nam do bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và nó nhiều hơn so với lại tai nạn giao thông rất là nhiều. Tai nạn giao thông thì khoảng chừng 10.000 người tử vong mỗi năm, còn đây là tới 25.000 người tử vong mỗi năm. Và thực trạng điều trị thì sao? Một cái nghiên cứu tại 8 quốc gia ở châu Á, trong đó có Việt Nam, người ta thấy rằng cái số người mà điều trị đúng cái bệnh phổi tắc nghẽn bệnh hen là chúng ta phải dùng các thuốc xịt hàng ngày để phòng ngừa thì chỉ có 16%, còn đa phần người ta chỉ sử dụng cái thuốc cắt cơn theo nhu cầu. Và có những người cái nhu cầu họ nó quá lớn, họ sử dụng thuốc cắt cơn liên tục liên tục liên tục, và những người đó họ có thể bị tử vong do cái thuốc cắt cơn mà người ta sử dụng không đúng đó, có một ngày nào đó nó lờn thuốc, nó không có hiệu quả nữa và bệnh nhân cấp cứu không được kịp thì người ta sẽ tử vong. Cái lý do chính là người ta không có dùng cái thuốc điều trị dự phòng mà người ta chỉ dùng thuốc giãn phế quản để trị bệnh hen là không đúng, cho nên có thể tử vong xảy ra. Và cái số này tới 35% nó tương đối cao. Và Việt Nam á, tại Việt Nam mình thì có khoảng 40% bệnh nhân hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính phải đi tới những nơi khác để điều trị cái bệnh lý này chứ không phải tại địa phương, thì đó cũng là một cái khó khăn. Và thuốc lá là nguyên nhân hàng đầu gây ra bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nhưng mà cái tỷ lệ bệnh nhân mà bỏ thuốc lá chỉ cho 60%, còn 40% vẫn tiếp tục hút thuốc lá. Và trong số những người bệnh nhân bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì 80% bệnh hen vẫn còn triệu chứng.
80% bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính vẫn còn triệu chứng, có nghĩa là chúng ta chỉ kiểm soát được tốt chỉ có 20% thôi. Như vậy con số cực kỳ cao, và đó là cái cơ hội để nhân viên y tế chúng ta phải nỗ lực hết sức để tăng cái số lượng bệnh nhân được kiểm soát tốt này, nó gia tăng lên. Như vậy tóm lại, đối với gánh nặng bệnh tật, chúng ta cần nhớ là hai cái bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là những bệnh không lây nhiễm, tương đối phổ biến ở trên thế giới và tại Việt Nam. Và hiện nay cái nhận thức của người bệnh về cái bệnh này không được cao lắm, cho nên nhiều người mắc bệnh họ vẫn chưa chịu đi khám. Và vì điều trị phải điều trị lâu dài, cho nên nhiều người có khuynh hướng là bỏ trị, hoặc là một số cơ sở y tế không đủ nhân lực, không đủ trang thiết bị, ví dụ như máy đo hô khí để chẩn đoán chính xác được cái căn bệnh này, cho nên nhiều khi họ vẫn bỏ sót. Cho nên vai trò của các anh chị là các dược sĩ lâm sàng cần nhận biết những người nào mà thấy ho, khò khè, khó thở, khạc đàm thường kỳ, thì chúng ta phải nghĩ tới bệnh hen hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và chúng ta khuyên bệnh nhân nên đi khám để có một cái chẩn đoán xác định, và sau đó chúng ta tư vấn họ tuân thủ điều trị. Thì để chẩn đoán và điều trị bệnh hen như thế nào thì chúng tôi sẽ nói sơ qua một số cái thông tin về triệu chứng, về cái xét nghiệm. Về mặt triệu chứng thì như các anh chị vừa nghe, ho, khò khè, nặng ngực, khó thở, hen phế đàm. Ở trên, bốn cái trên là thường liên quan tới bệnh hen, và hen phế đàm nữa là liên quan tới bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Người ta sẽ hỏi thêm về tiền căn gia đình. Nếu người nào có gia đình bị hen, có gia đình bị bệnh dị ứng, thì cái nguy cơ cái người đang có triệu chứng mãn tính này, nhiều khả năng họ sẽ bị hen. Mà bản thân người đó nếu có dị ứng nữa thì họ cũng sẽ nguy cơ bị hen cao. Còn những người nào có hút thuốc lá, kể cả hút thuốc lào, có người nào ấy làm cho việc trong môi trường có nhiều hóa chất, tiếp xúc với khói bếp, với cái nồng độ đậm đặc, hoặc là chúng ta sống trong môi trường quá ô nhiễm lâu năm, thì chúng ta cũng có thể bị cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và để chẩn đoán được thì chúng ta phải cho bệnh nhân đo cái chức năng phổi. Hiện nay cái chức năng phổi có thể đo cái hô hấp ký, thường 7 tuổi trở lên mới đo được cái này. Còn đây là dao động xung ký, là em bé từ 2 tuổi trở lên. Như vậy nếu mà trẻ em nhỏ quá, chúng ta có thể khuyên đi tới khám những cơ sở có đo cái dao động xung ký này. Còn những đứa từ 7 tuổi trở lên tới người lớn thì chúng ta nên khuyên khám những nơi có đo cái chức năng phổi, để chúng ta coi thử có bệnh hen hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Về nguyên tắc cách điều trị thì bệnh này chúng ta không có chữa dứt được, nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được, giúp cho người bệnh trở về cuộc sống bình thường hoặc là gần như bình thường. Nhưng mà điều khó là bệnh nhân phải đi tái khám định kỳ, bệnh nhân phải sử dụng thuốc thường xuyên, và người ta phải nhận biết đâu là thuốc cách cơn, đâu là thuốc dự phòng để chúng ta sử dụng đúng, bởi vì nhiều người sử dụng lộn hai cái loại thuốc này. Và cái việc tuân thủ điều trị người ta thấy rằng cực kỳ quan trọng trong kiểm soát của bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đó là những cái nguyên tắc chung chúng ta phải giúp bệnh nhân đạt được những cái điểm này, thì chúng ta mới đạt được cái kiểm soát hen và giúp cho bệnh nhân giảm đi cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ví dụ như thuốc ở đây là thuốc cắt cơ, chúng ta nhà thuốc chắc cũng quen quá với thuốc này, Ventolin, Berovan. Những bệnh nhân mà họ không đi khám bệnh, họ hay nghe người quen rồi nói là mày thật sạch mấy cái thuốc này nó dễ thở, thì họ bệnh hen họ cũng ra mua cái này, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng ra mua cái này. Nhưng mà đây là những cái thuốc cắt cơn để cắt cái ngọn thôi, quan trọng là chúng ta phải điều trị cái gốc ở bên dưới. Thì cái điều đó cần phải được chẩn đoán xác định, được bác sĩ kê toa. Chứ còn nếu mà chúng ta lạm dụng những thuốc này thì bệnh nhân có thể một ngày nào đó họ sẽ tử vong, vì cái thuốc này không phải là thuốc để chữa bệnh, chữa cái nền bên dưới, mà chỉ cắt cái ngọn bên trên. Và một ngày nào đó cái ngọn nó lên nhiều quá, chúng ta cắt không nổi thì bệnh nhân sẽ tử vong. Những cái thuốc này quan trọng hơn, đây là những thuốc dự phòng bệnh hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chúng ta có những loại thuốc dự phòng hiện nay nó tương đối rất là tốt, và nó tương đối an toàn, bởi vì chúng ta dùng cái đường hít, nó vào trong phổi, nó không chạy đi những cái cơ quan bộ phận khác. Nó khác với thuốc uống. Nhiều người bệnh nhân hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được nhà thuốc bán cọt thì quýt uống vô này nó khỏe, uống Barbuterol, uống Salbutamol, uống vào thì nó khỏe, nhưng mà tác dụng phụ rất là nhiều. Chúng ta hạn chế sử dụng thuốc uống cho bệnh nhân, chúng ta nên sử dụng các thuốc xịt hít. Và các biện pháp điều trị khác như là phải chích ngừa, như là phải tập thể dục, rồi vận động, rồi ăn uống hợp lý, cái này các anh chị có thể tư vấn thêm cho bệnh nhân, hoặc là gửi tới những cái nhân viên y tế tại phòng khám tại bệnh viện để họ tư vấn thêm. Và điểm cần ghi nhớ trong việc chẩn đoán và điều trị đối với bệnh nhân này là, thứ nhất là chúng ta cần nhận biết những cái triệu chứng ho, khạc đàm, khó thở, tái đi tái lại, để chúng ta gửi bệnh nhân tới những cơ sở y tế, và cơ sở y tế đó dùng các biện pháp đo chức năng phổi như là hô hấp ký, như là dao động xung ký, để phát hiện coi thử bệnh nhân có bị hen hay là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính dựa trên những xét nghiệm đó hay không. Và cuối cùng là cho những cái thuốc điều trị cho bệnh nhân
và thuốc đó có hai nhóm là cắt cơn chỉ sử dụng khi cần và dự phòng là phải sử dụng thường xuyên và sẽ được điều chỉnh liều bởi nhân viên y tế. Thứ ba là chúng tôi xin nói về việc tuân thủ điều trị và vai trò của các dụng cụ song hít hiện nay. Thì tuân thủ điều trị như đã nói vừa rồi, nó cực kỳ quan trọng trong điều trị các bệnh mãn tính, trong đó có bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì người ta thấy rằng trong số những người mà bị hen, người nào tuân thủ điều trị tốt thì ít cho vào những cái cơn hen cấp. Người nào tuân thủ điều trị tốt thì chất lượng cuộc sống nó sẽ tốt hơn. Chúng tôi hay lấy cái cầu thủ David Beckham, một cầu thủ nổi tiếng ở Manchester United là làm ví dụ đó. Họ cầu thủ đó là một người bị hen, nhưng mà họ tuân thủ điều trị tốt thì họ có thể hoạt động cái thể dục thể thao đỉnh cao, đá banh 90 phút, 120 phút vẫn bình thường. Chứ không phải là chúng ta hạn chế sử dụng thuốc rồi chúng ta phải điều chỉnh hoạt động, không dám cử động mạnh, không dám tập thể dục để cho cuộc sống chúng ta nó đỡ lên cơn hen cấp, thì như vậy không có đúng. Chúng ta phải ráng làm sao tuân thủ điều trị để giảm cơn hen cấp, tuân thủ điều trị để hoạt động của chúng ta trở nên bình thường, chất lượng của chúng ta sẽ cao hơn. Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng tương tự như thế. Những người nào mà tuân thủ điều trị tốt thì cái khả năng phải nhập viện vì bị đợt cấp trong một năm thì nó ít hơn rất là nhiều so với những người không có tuân thủ điều trị, mà trong y khoa người ta hay dùng thống kê để coi thì là khác biệt có nghĩa thống kê hay không. Thì đây là khác biệt có nghĩa thống kê. Tuân thủ điều trị tốt sẽ giúp giảm được 44% cái nguy cơ bị nhập viện trong một năm so với những người không tuân thủ điều trị trong bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đối với những cái bệnh khác, ví dụ như tiểu đường, tăng huyết áp, khi chúng ta hỏi bệnh nhân là sử dụng thuốc làm sao, trong cái toa uống thuốc hết không, nếu người ta uống thuốc hết, không còn dư viên nào, không có thiếu viên nào thì coi như người ta uống thuốc đúng, người ta gọi là tuân thủ điều trị. Nhưng mà đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay bệnh hen, chúng ta dùng các dụng cụ hít, nhiều khi chúng ta kiểm tra dụng cụ chúng ta thấy bệnh nhân hít thuốc ngày nào cũng hít đều đặn, thuốc cũng hết đúng theo những gì chúng ta cho trong toa, nhưng cái kỹ thuật hít có thể là một vấn đề. Nhiều người hít không đúng thì cái việc tuân thủ điều trị người ta gọi là cũng chưa phải tuân thủ điều trị tốt, bởi vì dùng thuốc đủ đủ liều đủ thời gian thì cũng chưa chắc là đã cải thiện được cái triệu chứng nếu như người đó sử dụng thuốc không có đúng kỹ thuật. Cho nên đây là một vấn đề cực kỳ quan trọng. Và hiện nay có ba cái loại thuốc song hít chúng ta sử dụng trên trên thị trường. Đó là một cái bình xịt đỉnh liều, xịt một cái là thuốc nó bị được đẩy ra thì bệnh nhân hít từ từ vào trong phổi. Số 2 là bình hít một khô, chúng ta vặn, chúng ta nạp liều rồi chúng ta phải hút thành thiệt cái bọt ngàn nó vào trong phổi chúng ta chứ không tự xịt ra. Và thứ ba là chúng ta dùng cái thuốc để bỏ vào máy phun khí dung. Thì ba cái loại đó chúng ta cũng phải biết cái cách như thế nào sử dụng cho đúng thì chúng ta mới tư vấn cho người bệnh hít cho đúng kỹ thuật thì cái hiệu quả điều trị nó mới gia tăng. Và cái thuốc hít á, nó ưu điểm hơn cái thuốc uống ở chỗ nào? Ở đây chúng ta thấy ưu điểm này. Liều nó rất là thấp. Ví dụ như Ventolin đi, mỗi lần khò khè khó thở chúng ta khuyên bệnh nhân lấy Ventolin này xách hai cái, mỗi cái 100 mg, hai cái là 200 mg, tức là bằng 0,2 mg. Trong khi đó mình cho uống một viên Salbutamol là 2 mg. Chúng tôi hay nói là uống một viên thuốc Salbutamol thì tương đương với liều thuốc 20 nhát xịt. Như vậy cái sự khác biệt nó quá lớn, cho nên nhiều bệnh nhân không chịu xịt, sợ rồi thuốc xịt nó mạnh quá, người ta uống như vậy, uống một lần bằng 20 nhát xịt, một viên bằng 20 nhát xịt thì cái thuốc uống nó liều nó cao hơn rất là nhiều so với lại cái thuốc xịt. Và thuốc xịt thì tác dụng nó nhanh hơn 3 đến 5 phút, trong khi uống cái Salbutamol nhiều khi 30 phút sau mới có hiệu quả. Và vì nó xịt, chúng ta xịt hay hít trực tiếp vô trong phổi cho nên nó không chạy tới những cơ quan bộ phận khác, cho nên tác dụng phụ toàn thân nó ít. Nhưng mà nhược điểm của nó là thuốc xịt này là giá nó hơi cao và cái kỹ thuật sử dụng nó tương đối khó, cho nên đòi hỏi bệnh nhân phải được huấn luyện thì người ta mới xịt đúng. Chứ còn nếu mà giao bệnh thuốc mà chúng ta không có dặn dò gì hết, không có hướng dẫn thì bệnh nhân sẽ xịt xa. Và hiện nay cái vấn đề hiện nay đối với bệnh nhân của chúng ta là đôi khi có nhiều người trình độ họ thấp quá, chúng ta giảng giải cũng khó hiểu, rồi người ta kém tập trung trong cái môi trường đông đúc ở bệnh viện, không có phải một cái không gian riêng tư để người ta tập trung nghe chúng ta chỉ dẫn, rồi không đủ thời gian bởi vì bệnh nhân đông quá, mỗi bác sĩ dành chừng 3 tới 5 phút cho một bệnh nhân, rồi thông tin không đầy đủ, không có những cái tờ hướng dẫn đưa cho bệnh nhân, rồi bệnh nhân ngại không dám hỏi bác sĩ hay là nhân viên y tế nếu người ta không hiểu. Đó là những cái mà làm cho cái việc sử dụng dụng cụ sai. Lỗi từ phía bệnh nhân cũng tương đối nhiều, nhưng mà lỗi của chúng ta cũng nhiều, đó là nhiều nhân viên y tế chưa từng thấy cái dụng cụ hết cho nên cũng không có hướng dẫn bệnh nhân sử dụng đúng được, cũng không có thời gian đủ để hướng dẫn,
rồi hướng dẫn biết cái kỹ thuật cũng sơ sơ, hướng dẫn cũng có thể sai, rồi không có tờ rơi để phát cho bệnh nhân và không có kiểm tra bệnh nhân. Rất là nhiều bệnh nhân lúc đầu chúng ta hướng dẫn bệnh nhân sử dụng đúng rồi, nhưng mà sau thời gian cái họ làm sai, chúng ta không kiểm tra lại thì đó cũng là lỗi của chúng ta, thì đó là dẫn tới tình trạng bệnh nhân sẽ không đạt được cái hiệu quả điều trị. Như vậy điểm ghi nhớ của cái mục này là tuân thủ điều trị đóng vai trò rất quan trọng trong điều trị bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thứ hai là sử dụng dụng cụ hít là một cái kỹ năng đòi hỏi người bệnh phải học, và dĩ nhiên phải có được chúng ta hướng dẫn thì người ta mới học được, và nó sẽ phối hợp nhiều cái người, bác sĩ cũng hướng dẫn, nhà thuốc cũng hướng dẫn, rồi đôi khi những cái người tư vấn viên người ta phải hướng dẫn thêm để bệnh nhân biết được cái cách. Chúng tôi có nhiều cái phương tiện trên truyền thông cũng hướng dẫn cho bệnh nhân cách sử dụng thuốc cho đúng, và hiện nay có tới 70-80% bệnh nhân là không thể sử dụng dụng cụ hít của nó của họ một cách là đúng kỹ thuật, bởi vì nhiều lý do như chúng tôi vừa trình bày. Và chúng ta hiểu rằng mỗi cái loại dụng cụ đó có một cái cách hướng dẫn khác nhau, cho nên các nhà thuốc, các nhà là các dược sĩ nhà thuốc cũng nên tìm hiểu thêm về cái cách sử dụng các dụng cụ này. Bên cạnh cái nhân viên y tế trong bệnh viện phòng khám cũng phải học về cái cách sử dụng dụng cụ này để hướng dẫn bệnh nhân. Phần cuối cùng chúng tôi xin nói về vai trò của dược sĩ nhà thuốc ở trong vấn đề quản lý bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì dược sĩ nhà thuốc chúng ta là người có thể là người đầu tiên tiếp cận bệnh nhân khi bệnh nhân có triệu chứng, thì chúng ta sẽ có 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ đầu tiên là phải đoán ra được người nào có bệnh hen, có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính để chúng ta khuyên người ta đi tới khám, tới đo chức năng phổi để chẩn đoán xác định. Rồi đối với những người đã được chẩn đoán rồi thì chúng ta phải làm sao hướng dẫn người ta sử dụng thuốc đúng, tuân thủ điều trị cho đúng. Và cuối cùng là chúng ta phải gọi là ra soát lại, theo dõi bệnh nhân để phát hiện những điểm sai, chúng ta giúp họ cải thiện cái việc sử dụng thuốc đúng kỹ thuật hay là tuân thủ điều trị để đạt được cái hiệu quả cao hơn. Thì đối với lại nhận diện bệnh hen, chúng ta có 8 câu hỏi này. Chúng ta đầu tiên hỏi bệnh nhân có khò khè khó thở không, mà khò khè khó thở này nó tái đi tái lại. Rồi chúng ta hỏi bệnh nhân có bị ho hay không, đặc biệt là ho lúc khuya. Rồi chúng ta hỏi cái câu thứ ba là bệnh nhân có bị ho khò khè nó làm cho bệnh nhân thức giấc khi đang ngủ hay không. Rồi cuối cùng chúng ta bốn câu kế tiếp thì chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân có xuất hiện triệu chứng khi gặp các dị nguyên hay không, gặp các yếu tố khởi phát, ví dụ như là khi vận động thể lực thì người ta ho khò khè xuất hiện, khi mà trời thay đổi, thời tiết thay đổi lạnh lên thì người ta cũng có bị ho khò khè, khi người ta hít phải khói thuốc lá, khói bụi, cái mùi gì đó nặng mùi thì người ta cũng có thể bị triệu chứng, hoặc là khi ta bị cảm cúm thì nó cũng bị triệu chứng ho khò khè nếu như nó lặn vào trong phổi. Và cuối cùng là hỏi là nếu mà dùng cái thuốc Ventolin xịt vô thì đỡ không, uống corticoid đỡ không, nếu mà đỡ thì thường thường nghĩ tới bệnh hen. Như vậy nếu mà có 3 trong 8 cái câu trả lời là có thì coi chừng bệnh nhân bị hen, nên gửi bệnh nhân đi khám. Đối với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta hỏi 5 câu mà 3 trong 5 câu có thì chúng ta cũng nên gửi bệnh nhân đi khám. Có ho vài lần trong ngày ở hầu hết các ngày hay không, có khạc đàm hay không, có khó thở hay không, lớn tuổi từ 40 tuổi trở lên hay không, và có yếu tố nguy cơ là hút thuốc lá hay là tiếp xúc với khói bếp hay môi trường ô nhiễm không. Nếu trả lời 3 câu trong 5 câu này mà có thì nên chuyển bệnh nhân đi tới cơ sở y tế để khám và đo chức năng phổi để xác định coi thử bệnh nhân bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không. Và đây là các yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ này mình sẽ hỏi bệnh nhân nếu gặp những cái yếu tố này họ có lên cơn hay không để chúng ta nhận diện ra bệnh nhân hen. Hoặc là bệnh nhân đã được chẩn đoán hen rồi thì chúng ta phải khuyên người ta coi thử họ bị dính với những cái thứ gì trong đây để người ta phải tránh thì mới kiểm soát hen tốt được. Ví dụ như mấy cái khói, bụi, rồi phấn hoa, rồi cái mùi gì đó nặng mùi, rồi nấm mốc, rồi lông chó, lông mèo, hay là con gián, hay là con mặt ngà. Con mặt ngà ở Việt Nam mình dưỡng rất là nhiều. Mặt ngà nó có trong nệm, trong ghế salon. Nếu bệnh nhân nào mà đi ra ngoài thì không sao, mà về nhà vô ngủ trong phòng đó mà bị dưỡng, bị lên cơn, bị ngứa da thì coi chừng biển con mặt ngà, và tỷ lệ này tương đối phổ biến tại Việt Nam. Những yếu tố khác như là thay đổi thời tiết, như là cúm, cúm cũng rất là quan trọng, cho nên chút nữa chúng ta khuyên bệnh nhân là phải chích ngừa cảm cúm, chích ngừa viêm phổi để tránh đợt cấp của hen và cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Xúc động cũng làm cho hơi hen nó lên, buồn quá hen nó cũng lên, vui cười dữ quá hen nó cũng lên. Được hoạt động gắng sức hay số thức ăn, nước thức uống hay là thuốc cũng có thể gây ra một tình trạng dữ. Nhưng mà khuyên bệnh nhân á thì chúng tôi lưu ý các anh chị là nhiều người khuyên bệnh nhân một cách gọi là quá cực đoan, là khuyên bệnh nhân hen là đừng có ăn đồ phong, thịt bò, thịt gà, tôm cua, cá biển, tử hết,
nhiều bệnh nhân tới khám tại cái bệnh viện đại học y dược của chúng tôi, nói là bác sĩ ơi giờ tôi chán đời quá, giờ chỉ có ăn thịt heo với cá lóc không à. Nói sao vậy? Nói là mấy người bán thuốc biểu tôi đừng ăn đồ không ở cái trơn. Như vậy chúng ta điều trị một cái bệnh chứ không thì không đúng. Chúng ta phải điều trị con người bệnh, chúng ta phải hài hòa làm sao để cho họ có một cái cuộc sống chất lượng hơn, chứ không phải là chúng ta làm cho người ta gọi là có cuộc sống chất lượng kém, mặc dù cái hen đó chúng ta có thì cũng không được. Cho nên chúng ta khuyên là nên tránh những thức ăn mà họ đã dị ứng, và phải thận trọng những cái thức ăn này. Nếu mà họ chưa có dị ứng thì người ta có ăn thử có dị ứng gì không, chứ không cấm họ một cách quá cực đoan là cấm tất cả những đồ phong thì không được. Như vậy tuân thủ điều trị là một yếu tố quan trọng, cho nên chúng ta phải xem xét coi thử những người nào không có tuân thủ điều trị, không có dùng thuốc thường xuyên, dùng không đúng kỹ thuật, thì nhà thuốc có thể nhận biết. Ví dụ như một người mà bị hen mà cứ tới mua thuốc mà ngày nào tới mua cũng khó thở hết là chúng ta biết điều trị như vậy không ổn rồi. Chúng ta phải khuyên người ta đi tới gặp lại nhân viên y tế trong bệnh viện, trong phòng khám, để có thể chúng ta phải điều chỉnh đó. Hoặc là chúng ta thấy không ổn thì chúng ta coi thử bệnh nhân, nói bệnh nhân hít thuốc trước mặt mình coi thử, rồi mình nhận diện ra nhưng bệnh nhân hít sai. Như vậy họ bị triệu chứng là do hít sai chứ không phải là thuốc không có hiệu quả, thì chúng ta chỉnh lại. Thì như thế chúng ta sẽ giúp được cho bệnh nhân rất là nhiều, trước khi người ta phải đi tới những cơ sở y tế đôi khi xa xôi, đôi khi tốn kém tiền bạc, thì chúng ta có thể giúp được họ ở những cái nơi gần nhà của bệnh nhân, thì như vậy rất là hữu ích cho bệnh nhân. Và khi giúp bệnh nhân tăng cái tuân thủ điều trị như thế thì chúng ta sẽ thể hiện được mình rất là chuyên nghiệp, mình hiểu được bệnh hen, hiểu được bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì chúng ta tăng cái uy tín của mình, cái nhà thuốc của mình đối với bệnh nhân, để có chuyện gì những cái bệnh khác họ tới họ cũng sẽ mua thuốc tại chỗ mình để được mình tư vấn. Họ tin tưởng là mình biết được cái câu chuyện, biết được cái bệnh để mình tư vấn cho người bệnh. Và dĩ nhiên thì qua cái câu chuyện này thì mình sẽ tăng được cái số lượng bệnh nhân người này đồn người kia. Và cái chỗ nhà thuốc đó họ không chỉ bán thuốc mà họ còn chỉ dẫn rất là đúng, rất là bài bản, rất là nhiệt tình. Thì đó là cái cách mà chúng tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta tăng giúp bệnh nhân tăng được cái chất lượng điều trị thì chúng ta cũng tăng được cái uy tín của mình và thu hút được bệnh nhân nhiều hơn nữa. Nó tóm lại cái bài trình bày ngày hôm nay, chúng tôi xin rút ra một số điểm như sau. Thứ nhất là bệnh hen và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tương đối phổ biến, và hiện nay cái việc kiểm soát hai bệnh này ở Việt Nam cũng tương đối là còn kém, và vai trò của bác sĩ, của y tá trong bệnh viện là một phần, nhưng vai trò của các anh chị ở nhà thuốc, ở ngoài cộng đồng rất là quan trọng để nhận diện ra những người có thể mắc bệnh mà chưa được chẩn đoán, để gửi tới cơ sở y tế để người ta khám và cho xét nghiệm để xác định được bệnh. Nhận diện những người đã được chẩn đoán rồi mà triệu chứng nó còn nhiều, để giúp cho họ cải thiện được cái kỹ thuật dùng thuốc, cải thiện được cái việc tuân thủ điều trị. Và như thế thì chúng ta sẽ giúp ích rất là nhiều cho cộng đồng, để giảm đi được cái số người phải tới bệnh viện, giảm đi được số người tới phòng cấp cứu, và đặc biệt giảm đi những người mà phải nhập ICU, cái hồi sức cấp cứu cực kỳ nguy hiểm cho người bệnh. Thì phần trình bày của tôi đến đây là hết, xin chân thành cảm ơn các anh chị.